Xin chào các bạn. Trợ lý thú y là ngành học hoàn hảo cho những ai yêu thích động vật. Khi du học Canada ngành này, sinh viên không đòi hỏi phải có chuyên môn cao như ngành bác sĩ thú y, nhưng vẫn có cơ hội làm việc, tiếp xúc và chăm sóc cho những con vật đáng yêu với mức thu nhập đáng mơ ước. Vậy triển vọng ngành trợ lý thú y khi du học Canada như thế nào? Thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này các bạn nhé. Trợ lý thú y không chỉ hạn chế trong phạm vi chăm sóc các vật nuôi trong nhà, mà có thể còn bao gồm cả các động vật khác như trâu, bò, cừu hay thậm chí những động vật hoang dã như sư tử, hổ, tùy vào môi trường làm việc. Đa số các trợ lý thú y thường làm việc tại các phòng khám thú y hoặc bệnh viện thú y. Tuy nhiên, họ cũng có thể làm việc trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu y sinh học, các viện nghiên cứu, huấn luyện động vật hoang dã. Trợ lý thú y có thể làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Những người làm việc trong các cơ sở phục vụ 24 giờ như bệnh viện thú y khẩn cấp thì có khả năng phải làm việc cả buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần hoặc những ngày lễ. Tất nhiên mức lương của họ cũng cao hơn so với những ai làm tại phòng khám bình thường. Theo phương diện khách quan, đây là một lĩnh vực chứa nhiều rủi ro nghề nghiệp như bị thú vật tấn công trong lúc làm việc, môi trường làm việc không phải lúc nào cũng ở phòng khám sạch sẽ mà có khi phải đến chăm sóc, khám chữa bệnh cho động vật trong trang trại hoặc ở những cánh đồng. Ngành này yêu cầu người làm phải luôn có tâm trạng thoải mái khi ở gần động vật, sẵn sàng chăm sóc và chữa trị khi chúng bị bệnh. Nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là một lĩnh vực mang lại cho người niềm vui tinh thần và những phút giây thư giãn khi ở bên động vật. Đa số người dân Canada đều sở hữu thú nuôi, đặc biệt là chó. Điều này lý giải tại sao nhu cầu về dịch vụ chăm sóc thú cưng tăng rất mạnh tại quốc gia này và là một trong những ngành nghề được trả lương cao vào thời điểm hiện tại. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên du học Canada chuyên ngành thú y có cơ hội làm việc và định cư tại Canada. Những hoạt động của trợ lý thú y như sau. Trợ lý thú y đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hàng ngày của bệnh viện thú y. Các công việc và trách nhiệm của trợ lý thú y bao gồm thực hiện các hoạt động chăm sóc chúng hàng ngày như cho chúng ăn, dẫn chúng đi dạo, cung cấp nước uống và chỗ ngủ cho chúng, làm sạch và khử trùng chuồng trại chăn nuôi, phòng khám và các khu vực điều trị, duy trì thiết bị phẫu thuật, khử trùng dụng cụ phẫu thuật và hỗ trợ các bác sĩ thú y và kỹ thuật viên thú y cấp trong phẫu thuật, chẳng hạn như chuẩn bị và theo dõi bệnh nhân, theo dõi quá trình dùng thuốc của bệnh nhân, ôm giữ động vật trong quá trình lấy máu, nước tiểu và lấy mẫu mô để thử nghiệm, thực hiện các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm như thiết lập phân tích nước tiểu, đo huyết áp, duy trì các biểu đồ bệnh án, tài liệu về chăm sóc hàng ngày. Ngoài việc chăm sóc thú vật, trợ lý thú y cũng đóng vai trò quan trọng đối với chủ nhân của chúng. Trợ lý thú y là điểm liên lạc đầu tiên của chủ nhân, những con thú cưng. Trợ lý thú y phải tư vấn, cung cấp thông tin và hướng dẫn họ cách chăm sóc cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho thú cưng. Do đó, trợ lý thú y cần có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt và sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của khách hàng. Ngoài việc chăm sóc thú vật, trợ lý thú y cũng là người giữ trách nhiệm, liên lạc với chủ nhân của những con thú, tư vấn cung cấp thông tin hướng dẫn họ cách chăm sóc cũng như chế độ dinh dưỡng cho thú cưng. Do đó, trợ lý thú y còn cần có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt. Môi trường làm việc. Đa số các trợ lý thú y làm việc tại các phòng khám thú y và bệnh viện động vật. Tuy nhiên, người làm nghề này có thể làm việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu y sinh học, các viện nghiên cứu huấn luyện động vật hoang dã. Trợ lý thú y có thể làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian và thường có thể tùy chọn giờ linh hoạt. Những người làm việc trong các sở phục vụ 24 giờ như bệnh viện động vật khẩn cấp sẽ có cơ hội để làm việc buổi tối, đêm, ngày nghỉ, cuối tuần hoặc những ngày lễ. Yêu cầu đó là giáo dục trợ lý thú y cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ trong lĩnh vực thú y. Chứng chỉ trợ lý thú y có thời gian đào tạo trung bình khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi ở một số trường cao đẳng Canada. Hầu hết các chứng chỉ đào tạo ngành này sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như cho động vật ăn, tắm và làm sạch chúng, kỹ năng kiềm chế và kiểm soát động vật, làm sạch và khử trùng chuồng trại và khu vực làm việc, khử trùng thiết bị phòng thí nghiệm và dụng cụ phẫu thuật, cung cấp các dịch vụ chăm sóc hậu phẫu, quản lý thuốc uống và thuốc bôi, chuẩn bị mẫu để kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Các kỹ năng lễ tân của trợ lý thú y bao gồm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tương tác với khách hàng khi họ đến phòng khám, sử dụng phần mềm quản lý thực hành để quản lý hồ sơ khách hàng và bệnh nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi.
tại chi nhánh Quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028-3848-4879, tại chi nhánh Quận Năm, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận Năm, số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn